Ngon quá ta. Nè mấy con, nè lại đây nè, qua đây cho con bánh nè. Lại đây con, qua đây con. Nè, cô cho con. Cầm đi. Ăn đi con. Lại đây nè con, cô cho nè. Còn ai nữa không? Còn ai chưa có nè. Cô cho nữa nha. Cô đút cho ta. Cô cho con nha. Ăn bánh ngoan nha. Nè con. Đó, từ từ thôi, đừng có giằng nhau nè. Linh có sao? Linh ơi Linh, em ơi. Cô Linh bị sao vậy? Linh ơi Linh Linh, để tôi đi lấy dầu. Lấy dầu gió đi em. Dạ. Để đi. Alo. Cô nói sao? Dạ, tôi tới liền. Tôi biết rồi. Anh à, cứ bình tĩnh đi. Hãy để chúng tôi lo. Sao rồi bệnh án đâu? Bệnh án đâu? Giám đốc cứ bình tĩnh lại. Sao nói cho tôi nghe đi. Dạ, sau khi hội chẩn thì tụi con phát hiện Việt Linh bị suy thận mãn. Khuya hôm qua bác sĩ Kim có báo với con là đã tìm được thận thích hợp rồi. Hay quá. Vậy sao không báo cho bác biết? Dạ, vì nửa đêm con lo là làm phiền giấc ngủ của bác. Con biết là mấy ngày nay bác không nghỉ ngơi chút nào rồi. Vậy chừng nào tiến hành ca phẫu thuật với con hả? Người cho thận là nam hay nữ? Con dám bắt tới gia đình của họ để bắt cảm ơn người ta cứu sống con của mình chứ? Dạ. Sao? Người đó đã chết rồi. Tại sao vậy? Cậu ấy 28 tuổi, là giám đốc của một công ty liên doanh, bị tai nạn giao thông rất nặng và được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện mình. Khi bác sĩ Kim báo cho con biết thông tin về cậu ấy, con đã tức tốc chạy đến xin gia đình của họ để hiến thận cho Việt Linh. Nhưng vì cậu ấy là con trai một của dòng họ nên ba mẹ của cậu ấy nhất quyết không đồng ý cho. Trời ơi. Lúc đó đáng lý ra con phải lập tức báo cho bác biết chứ, để bác thương lượng với người ta, để xin gia đình người ta giúp mình. Lần này con tự tung tự tác, con quyết định tất cả mọi chuyện. Con lên được vị trí trưởng khoa là con muốn làm gì làm sao? Dạ, con xin lỗi bác. Thật sự lúc đó con rối quá, cứ nghĩ đến chuyện mạng sống của cậu thanh niên ấy đang phải tính từng giây. Con sợ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, cho nên con đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của bác. Con xin bác hãy trách phạt con. Không, bác xin lỗi con tại bác hơi nóng nảy chút. Nhưng mà thôi, chuyện đã lỡ rồi, mình đành chờ tiếp vậy thôi. Dạ thưa bác, thật ra vẫn còn một người có thể hiến thận cho Việt Linh. Hả? Ý cô nói là Nguyễn Lan phải không? Nó không chịu đâu con. Con vừa biết là hai chị em nó như thế nào mà, giống như mặt trời với mặt trăng vậy. Nhưng đây là cách duy nhất trong lúc này. Tất cả người thân của bác và Việt Linh đều đã xét nghiệm, ngoại trừ Nguyễn Lan. Con nghĩ nếu như bác có thể thuyết phục được cô ấy hiến thận, không chừng đây sẽ là cơ hội hóa giải được hết tất cả những khúc mắc hận thù giữa hai chị em họ. Dạ, bác cứ suy nghĩ đi. Con xin phép bác ra ngoài con làm việc.